Chào các bạn. Đối với những người yêu âm thanh mộc mạc, tinh tế và nhẹ nhàng của âm ly đèn thì tìm kiếm được một cái sợi dây loa cho phù hợp không phải là điều dễ dàng. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một cái sợi dây của hãng âm thanh nổi tiếng Nhật Bản là Audionaut Kondo. Trong tay tôi đây là sợi dây loa tốt nhất của Audionaut hiện nay đang chế tạo, đó là sợi Operia, hay là cái tên mã của nó là SPS 2.7. Sợi dây SPS 2.7 có cái cấu tạo bao gồm 8 lõi dẫn. Trong một cái sợi dây này nó có 8 cái lõi dẫn. Ở đây người ta chia ra làm hai màu, màu đỏ và màu trắng. Mỗi một bên này có 4 cái lõi dẫn, và trong mỗi một lõi dẫn này thì lại có 10, tức là trong mỗi một cái lõi dẫn nhỏ này thì lại có 11 cái sợi dây bạc nhỏ. Cái loại bạc này là cái loại bạc đặc chế của Audionaut Kondo Nhật Bản, họ độc quyền. Và cái công nghệ làm ra cái chất bạc này cho đến nay vẫn là một bí quyết. Và người ta gọi cái chất liệu bạc này là KSL, hay còn gọi là Kondo Silver Lexus. Đấy. Thì cái sợi dây 2.7 này ấy, nó có kích thước tương tự như là ngón tay út thôi, rất là nhỏ và mềm mại. Nó khác hẳn với những cái sợi dây high end khác mà chúng ta thường gặp là to, cứng và có thể là trông rất là dữ dội, thì cái sợi dây này ngược lại, nó rất dịu dàng, mềm mại, có thể uốn rất dễ. Cái sợi dây mà tôi đang cầm ở trong tay đây có độ dài là 2,5 m. Ta thấy là một đầu nó là bắp chuối và cái đầu còn lại là dạng càng cua. Thì việc sử dụng bắp chuối hay càng cua là do chúng ta quyết định, bởi vì là có thể đặt hàng với hãng để người ta làm hai đầu bắp chuối hoặc hai đầu càng cua. Và người ta có thể làm cho chúng ta cái sợi ngắn nhất là 1 m, và cái sợi tiêu chuẩn thường là khoảng 2 m cho đến 2,5 m. Đấy. Thì chúng ta thấy rằng là ở hai đầu nó có những cái khối gỗ nhỏ nhỏ. Đấy, để vừa trang trí vừa giữ cho cái đầu dây được chắc chắn. Đấy. Thế thì qua một tuần trải nghiệm với cái sợi dây này trên cái hệ thống thử nhiều loại âm ly đèn khác nhau, với loa toàn giải, loa tannoy và các loại loa 3 đường tiếng phù hợp với âm ly đèn và có độ nhạy cao, thì cái cảm nhận của chúng tôi có thể nói rằng là rất bất ngờ và có một cái ấn tượng hết sức là tốt đối với cái sợi dây của Audionaut. Có thể nói rằng là với cái sợi dây này, cái sợi KSL 2.7 này, thì nó đem lại cái âm thanh, mặc dù là dây bạc nhưng lại đem lại âm thanh hết sức ấm áp và tinh tế. Nó không giống như cái cách chúng ta vẫn nghĩ là dây bạc là âm thanh có thể cứng, có thể chói, có thể tươi tiếng cao, thì sợi dây này á, nó phủ toàn bộ cái giải âm từ rất trầm cho đến rất cao, tất cả đều rất rõ ràng, tinh tế. Và cái điểm đặc biệt ấy mà tôi nhận ra khi mà thử nghiệm, đó là cái không gian sân khấu nó trở nên chặt chẽ hơn rất nhiều, và nó có cái sự trải dài theo chiều sâu. Một cái sợi dây mà nó tái hiện được cái chuyện âm thanh sân khấu mà theo chiều sâu hoàn toàn không dễ. Nếu mà nói về từng giải thì có thể nói về từng giải thì tôi có thể nói như thế này. Về cái âm trầm thì cái sợi dây này nó vẫn đảm bảo được những cái nốt trầm là trầm nhất, có lực, có hình khối. Và ở những cái nốt trầm ấy thì chúng ta không phải thấy nó là một cái mảng nữa, mà nó tách bạch ra từng tiếng một. Ví dụ cái tiếng đàn công tờ bát, các cái tiếng cello thật trầm thì chúng ta vẫn thấy nó không phải là một cái mảng, không phải là một cái mảng trầm, mà nó nét, nó rõ ra từng chi tiết một, tròn trịa và có lực. Đấy là cái điểm rất đặc biệt, bởi vì dây bạc xưa nay chúng ta nghĩ rằng là thường dây bạc thì nó không mạnh về cái tiếng trầm như là dây đồng. Đấy. Thế còn về tiếng trung, giải trung thì nói thế nào? Cái sợi dây này nó đem lại một cái cảm xúc rất tuyệt vời. Ví dụ chúng ta nghe tiếng violon, tiếng piano hoặc guitar, tức là các cái nhạc cụ có mạnh, thế mạnh ở tầm trung, hoặc là nghe giọng hát, thì thực sự là tôi chưa bao giờ nghe một cái sợi dây nào ở trên âm ly đèn mà nó đem lại được một cái cảm xúc
thực sự là cảm xúc, vì có nhiều sợi dây ấy, nó đem lại cái giải chung rất rõ nét, rất tách bạch, nhưng cái tính cảm xúc thì lại không bằng sợi này. Sợi này nó, cái giọng hát của người ca sĩ nó đem lại cho tôi một cái cảm giác rất thật, rất truyền cảm. Cái đấy là cái tôi cho là rất khó đạt được đối với một sợi dây. Thế còn giải cao thì nó vốn là thế mạnh của dây bạc, chúng ta đều biết, cho nên là ở cái giải cao của sợi audio note này thì nó có một cái chất âm hết sức là lung linh, tinh tế. Và đặc biệt khi ta nghe những cái tiếng xanh ban thì cái phần đuôi rung rinh của cái tiếng xanh ban nó kéo dài, nó ve vuốt rất là lâu. Nó khác hẳn với những sợi dây khác mà tôi nghe, nhiều khi cái tiếng xanh ban nó được bị gọn. Thì cái sợi này nó ngân nga, nó có cái tính ngân nga, nó có cái hài âm rất nhiều, cho nên nó ngân nga và nó đem lại một cái sự lung linh tươi sáng. Thì nói đến đây tôi lại nhớ lại một cái review đã đọc ở trên trang web Six Moon. Người ta có cái bình luận đại ý là những cái sợi dây do Audio Note sản xuất mà bằng bạc như thế này ấy, thì nó mang lại một cái cảm giác cho người nghe cứ như là thắp sáng toàn bộ cái giải tần âm thanh bằng một cái thứ ánh sáng, mà nó không phải chói chang rực rỡ như kiểu ánh sáng đèn pha, mà nó là một cái thứ ánh sáng nhẹ nhàng tươi tắn của một cái ngày xuân nắng đẹp đấy. Và cái gì đem lại cho cái sợi dây audio note này một cái phẩm chất như vậy thì có lẽ là do cái chất liệu bạc để mà làm ra cái sợi dây này. Bởi vì chúng ta biết là audio note đã là một cái nhà độc quyền, một cái người mà có rất nhiều nghiên cứu từ cái thời cái ông Kondo á, là sáng lập ra hãng audio note. Ông đã có những nghiên cứu về chất liệu bạc, về vật liệu bạc, cho nên là người chơi trên thế giới và một số những cái tờ tạp chí người ta gọi đùa gọi cái ông Hiroyasu Kondo là thợ bạc là vì như vậy, tức là ông nghiên cứu được một cái loại bạc đặc biệt. Và theo một số truyền thuyết có thể nói là như thế, thì cái bạc của ông audio note nghiên cứu ra và phải để vào ủ trong kho gần 20 năm rồi lúc ấy mới lấy ra để làm, cứ liên tục như vậy thì nó mới đem lại một cái chất liệu âm thanh gọi là nó có cái độ đầm, độ êm. Đấy. Thì tôi nghĩ rằng là cái sợi audio note Kondo Operia này xứng đáng để chúng ta nghe thử một lần để cảm nhận được cái sự tinh tế và cái sống động cũng như là cái tính tự nhiên và quyến rũ của sợi dây này. Xin cảm ơn các bạn.